Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Đồng Chí Hoàng Dân Mạc. Đồng chí Hoàng Dân Mạc sinh năm 1958 là một chính khách Việt Nam. Đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hoàng Dân Mạc sinh vào ngày 18 tháng 11 năm 1958, nguyên quán tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Về sự nghiệp, từ năm 1976 đến năm 1981, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Tháng 9 năm 1981 đến tháng 12 năm 1982, đoàn phó, đoàn công tác khoán quản trong nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp tại Vĩnh Phú. Tháng 1 năm 1983 đến tháng 2 năm 1985, cán bộ, ban quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp, Ty Nông nghiệp Vĩnh Phú. Tháng 2 năm 1985 đến tháng 6 năm 1987 thực hiện nghĩa vụ quân sự theo luật thuộc đơn vị Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, chức vụ hạ sĩ tiểu đội trưởng. Tháng 7 năm 1987 đến tháng 11 năm 1987 xuất ngũ, tiếp tục công tác tại Ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp, Sở Nông Lâm nghiệp Vĩnh Phú. Tháng 12 năm 1987 đến tháng 12 năm 1991, chuyên viên nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú. Tháng 1 năm 1992 đến tháng 12 năm 1994, Phó Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú. Tháng 1 năm 1995 đến tháng 8 năm 1999, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú, Phú Thọ. Tháng 9 năm 1999 đến tháng 6 năm 2002, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy. Tháng 7 năm 2002 đến tháng 5 năm 2004, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Tháng 6 năm 2004 đến tháng 1 năm 2006, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tháng 2 năm 2006 đến tháng 5 năm 2007, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tháng 6 năm 2007 đến tháng 12 năm 2010, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 12 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tháng 4 năm 2013 đến tháng 12 năm 2018, Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Hoàng Dân Mạc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa 18. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã khai mạc kỳ họp thứ nhất bầu đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 12 năm 2018, đồng chí đã nghỉ hưu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.